Với diện tích hơn 1,2 hecta mía đã đến ngày thu hoạch, ông Đặng Văn Em ngủ ấp 3 xã Bình Đức đã gọi thương lái đến mua. Tuy nhiên, nhiều thương lái từ chối thu mua vì đang gặp khó khăn về nhân công. Không còn cách nào, ông Em buộc phải đốt ruộng mía của mình để dọn vệ sinh. Nhìn cây mía to thẳng tắp còn đứng trơ trơ sau khi đốt, lòng ông Đặng Văn Em như ngàn lại. Gia đình ông đầu tư gần 50 triệu đồng cho mỗi hecta mía, nhưng đến ngày thu hoạch lại không bán được. Năng nỉ thương lái đến mua cũng không xong, khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Đó là đóng một mẫu, nhưng mà cho rồi không có người đốt luôn rồi giờ đốt bắt đầu tôi phải đốt phá chứ không có ai mà mua đó rồi, coi như vậy là không có tiền thì cũng tết thì coi như đương nhiên như cha mẹ ông bà mình phải cúng thôi chứ còn giờ tiền bạc thì không có mía là chỉ đốt bỏ thôi chứ cho con cháu mà nó không đốt luôn rồi cái đây giờ nhà, nhà nước có thể là hỗ trợ cho chút đỉnh gì đó thì tùy chứ còn biết làm sao giờ theo lãnh đạo xã bình đức huyện bến lức diện tích mía của xã năm 2018-2019 là hơn 600 ha nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ bán được khoảng 200 ha số còn lại vẫn còn đứng trơ ngoài đồng ruộng do gặp khó khăn trong tiêu thụ nguyên nhân nhà máy đường nivl ở bến lức không hoạt động còn vận chuyển đi tỉnh khác chi phí cao mía hiện nay ở giá 30-50 ngàn đồng một tấn tại ruộng thậm chí có lúc thương lái không mua người dân phải chặt phá vệ sinh đồng ruộng người trồng mía mong muốn có định hướng chuyển đổi cây trồng có sự hỗ trợ tiếp sức với bà con để trong thời gian tới phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con